Hello, chào tối tất cả mọi người. Hôm nay thì ngày lễ 2 tháng 9 mọi người. Vi chúc tất cả mọi người một cái ngày lễ thật vui vẻ mọi người. Hôm nay thì ngày 2 tháng 9 mọi người. Ngày lễ hôm nay Vi không có gì ăn á, nên là Vi có ra vườn Vi hái và cũng đó mọi người. Đây là rau cải nè mọi người, của Vi có vườn Vi vườn chấu mọi người. Đây, cải xanh nè. Rồi Vi có xúc xích mọi người. Tại vì cuốn với ăn mọi người. Đây là nước ngọt à. Đấy. Trong ngày lễ mọi người Vi đã có cái gì để Vi ăn mọi người, nên là Vi ăn cái này tạm là qua cái bùi cho tới mọi người. Vi cuốn vào. Rồi. Nước ngọt tại đây mọi người. 247 mọi người. Đây là Vi chấm nước tương. Vi mời tất cả mọi người nha. Mời tất cả mọi người ăn tối cùng Vi này mọi người. Ngon mọi người. Cái mình giờ mình không có gì ăn, mình ăn ở đây tạm mọi người. Cải xanh mọi người, cải xanh này ăn rất là ngon mà hơi đắng mọi người. Vì cuốn vào. Nay ngày lễ thì ở trong công ty mọi người, nên là không có được ra ngoài mọi người, không có được ra ngoài đi chơi đây đó. Vào ngày này năm ngoái mọi người thì đi chơi tùm lum luôn. Muốn ăn gì ăn, muốn đi chơi đâu chơi. Bây giờ thì chả được đi đâu á mọi người. Bỏ hai đúng bảy uống rồi. Bây giờ dịch bệnh tùm lum mọi người, biết chừng nào mà Vi ra khỏi công ty mọi người. Ở đây thì nói chung thì công ty cũng lo cho Vi ba bữa, nhưng mà mình ăn ở đã có mua được cái gì hết mọi người. Nếu mà mua thì gọi người ta mua vô, nhưng mà mua vô thì mình đã biết món nào mình thích đó mọi người. Như tôi này ăn hơi đắng lắm mọi người, nhưng mà có cảm giác thân thì nó khỏe. Mình một ngày mình không ăn đâu mọi người, sức khỏe mình không, mình thấy trong người mình hơi mệt mọi người, tại mình thiếu rau. Đi cuốn rau vào mọi người, vào nhiều luôn, tại đau quá trời. Thì công ty Vi thì đã có gì ngoài rau mọi người, rau thì bắt ngát luôn. Ngon quá. Nghe nói chắc mười mấy ngày nữa người, nên là ở Bình Dương này hết giãn cách á, Vi được ra ngoài. Nếu mà Vi được ra ngoài, Vi sẽ làm một video Vi nướng đầu heo, Vi ăn, Vi ăn mừng cho mọi người. Mời nhớ like cho Vi một like nhé mọi người. Công ty thì Vi chả có cái gì mà Vi ăn để Vi ra video cho mọi người xem luôn. Nếu mà Vi không có ra video với mọi người thì kênh Vi mất đề xuất cho Vi đăng video ra lên thì không có thông báo, thì mọi người chả biết Vi đăng video vào lúc nào mà có video hay không, mọi người vào xem luôn. Ngon rồi. Đây là lần đầu tiên Vi làm, Vi cảm giác ăn ngon rồi.
Ngon quá. Mọi người comment thì nói vì sao không rửa rớm mọi người. Nhưng mà đêm bữa đêm thì mưa rất là to luôn. Cái này mưa xuống là sạch rồi mọi người. Nên Vy ăn Vy cũng không cần rửa nữa. Thôi bây giờ kết thúc video đây mọi người. Nếu mà thấy hay mọi người cho Vy một like, nhớ đăng ký kênh ủng hộ với mọi người. Vy chào tạm biệt mọi người nha.